Đối với máy bay Beluga, thời gian là điều cốt yếu. Thời gian bay 1 giờ 30 phút. Một phi hành đoàn gồm 3 người chịu trách nhiệm vận chuyển thân máy bay A320 đến dây chuyền lắp ráp cuối cùng ở Toulouse. Một tải trọng đặc biệt trong một chiếc máy bay đặc biệt đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa riêng. Máy bay Beluga có kiểu bay rất đặc biệt, không có máy bay nào khác hoạt động như vậy, đặc biệt là trong khi tiếp cận và hạ cánh, lúc có gió ngược và không khí nhiễu loạn tác động lên thân máy bay đồ sộ của nó. Ngoài độ nhạy gió lớn hơn, Beluga bay như một chiếc máy bay thương mại thông thường. Nó có thể hạ cánh trên đường băng tiêu chuẩn. Tại sân bay Toulouse-Blagnac, sự xuất hiện của nó được theo dõi chặt chẽ. Một tháp điều khiển đặc biệt điều phối các chuyến bay. Một nơi độc nhất vô nhị ở Pháp, nơi sự căng thẳng luôn hiện hữu. Vào những ngày bận rộn, có khoảng 10 chuyến bay của Airbus tại sân bay này và thường là 10 lần hạ cánh. Cùng với việc kiểm soát các chuyến cất cánh và hạ cánh của máy bay, các nhân viên điều khiển cũng hướng dẫn máy bay di chuyển trên mặt đất. Từ buồng lái của máy bay Beluga, tầm nhìn của phi công khá hạn chế. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo rằng máy bay có thể di chuyển đến điểm đỗ một cách an toàn. Chỉ khi chiếc Beluga thực sự đậu trong nhà chứa, các nhân viên điều khiển không lưu cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở giữa tất cả những chiếc máy bay này là một chiếc máy bay rất lớn. Nó giống như một trò chơi điện tử, trong đó chúng tôi tổ chức trò chơi nhỏ của riêng mình. Và khi tất cả diễn ra theo kế hoạch, đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời. Chiều nay, một phần của chiếc A320 đã đến từ Saint-Nazaire trong chiếc Beluga số 3. Đội mặt đất đảm nhận việc dỡ hàng. Một hoạt động được lên kế hoạch chính xác đến từng phút. Các giai đoạn khác nhau của việc dỡ hàng từ máy bay Beluga bao gồm sự xuất hiện của máy bay tiến vào sảnh dỡ hàng, thao tác chuyển các phần vào kho và cuối cùng là kiểm tra máy bay trước khi cất cánh. Tất cả kéo dài chính xác 100 phút. Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình dỡ hàng, các kỹ thuật viên sử dụng hệ thống xi lanh điều áp giúp ổn định máy bay. Hệ thống này được sử dụng để giữ cho máy bay nằm ngang ở cùng một độ cao. Một bộ phận hàng hóa có thể nặng từ 15 đến 20 tấn. Khi nó rời khỏi máy bay có xu hướng đột ngột vươn lên hoặc hạ xuống. Các xi lanh này bù cho sự chênh lệch đó và đảm bảo rằng chiều cao của mặt phẳng luôn giữ nguyên. Để dỡ thân máy bay khổng lồ này khỏi khoang hàng, nhóm nghiên cứu sử dụng cùng một hệ thống con lăn được điều khiển bởi động cơ điện giống như khi chất hàng. Ở đây, phần thân máy bay này đang được chuyển đến khu chất hàng. Sau đó, nó sẽ được nâng lên bằng thang máy, rồi đưa lên xe kéo. Cuối cùng, nó sẽ được gửi đến dây chuyền lắp ráp. Máy bay Beluga tiếp tục nhiều chuyến đi khắp châu Âu với mục đích duy nhất và không thay đổi trong 20 năm qua: cung ứng cho dây chuyền lắp ráp tại Toulouse một cách nhanh chóng và liên tục.